Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là Chủ nhật rồi, ngày 11 tháng 8 năm 2024. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần bình an. Và chúng tôi rất là hân hạnh chào tái ngộ cùng nhà báo Mai, Mai Phi Lâm từ miền Nam Cali. Vâng, Mời xin chào anh Hoàng Bách, xin kính chào quý khán thính giả Người Việt Channel. Dạ vâng, miền Nam Cali có gì lạ thưa anh? Có gì đặc biệt trong cuối tuần không thưa anh? Dạ, thưa anh, miền Nam Cali cuối tuần này chắc là nói ra thì mất công sợ anh hơi bị ghen tị là nhiệt độ nóng cao lắm đó thì là khoảng chừng là 90, nhưng mà trung bình đó là khoảng chừng 80, 85 trở xuống. Nhưng mà đến khoảng buổi chiều á, thì nhiệt độ của nơi đây của chúng em chỉ còn khoảng chừng là 70 thôi. Thì không biết là em nghe mấy ngày hôm nay là những người bên các tiểu bang khác, đặc biệt những tiểu bang nóng như là Texas, hình như là nhiệt độ lên cũng cả hơn hơn gần gần 100 độ. Thì không biết nghe cái nhiệt độ bên Cali bây giờ tối tối đến nó là khoảng chừng 72 độ. Không biết anh có cảm thấy rằng là bên đây nóng hay là mát mẻ, em không biết. Dạ vâng, vì vậy mà bây giờ ai cũng muốn về thủ đô của người tị nạn, tức là Nam Cali đó thưa anh. Bên này thì nhiệt độ hiện tại đó là có khoảng gần 97-98 độ, mà trưa đó thì lên khoảng là trên 100 độ đó thưa anh. Cho nên bên này thì trời nắng lắm, nhưng mà nắng thì nắng, đó là nắng nhiệt độ, nhưng mà vì chính trị cũng nắng lắm anh, nhiệt độ chính trị cũng nắng lắm. Thưa anh, trong những ngày vừa qua thì cái sự thăm dò của các cơ quan thăm dò mà gọi là tương đối là nhiều cơ quan, nhưng mà những cơ quan chính như FATF đó thì họ cho biết là coi như là bà Harris không những là bằng ông Donald Trump mà đã dẫn trước nữa ở năm bãi tiểu bang chiến địa mà cũng cả toàn quốc luôn. Thì cái điều này cũng làm cho bây giờ ông Trump cũng chớ với về cái vấn đề là tại sao mới 3 tuần lễ mà nó đã vượt qua, không những bằng mà nó vượt qua mặt luôn. Thì đây là cái điều qua mặt mà không bóp còi đó thưa anh. Dạ, Anh có thưa mời anh. vâng, thưa thưa anh Bách và thưa quý khán thính giả, thì chúng ta thấy rằng là những ngày vừa qua là liên tục những thông tin phải nói rằng rất là lạc quan cho bên phía bà Kamala Harris. Các cuộc thăm dò đều cho thấy rằng là bà dẫn lên ở mức gọi là vượt qua ông Donald Trump. Cái sự vượt qua của bà hiện tại ngay lúc này, thí dụ như là cách đây 2 ngày, bên phía Reuters và IPSOS đưa ra một cái thăm dò cho thấy trên toàn quốc bà Kamala Harris dẫn trước ông Donald Trump là 5, 5 điểm. Và khi chúng ta nói 5 điểm này, không phải là chỉ có 5 điểm trong giờ phút này mà chúng ta phải lùi lại một tí trước cái thời gian mà bà Kamala Harris được ông Biden trao lại cái ngọn đuốc. Thì thời gian đó bà Kamala Harris thua ông Donald Trump cũng ít nhất là 5 điểm hoặc là hơn. Thì nếu mà chúng ta tính từ cái thời điểm đó và bây giờ 5 điểm bà vượt hơn ông Trump, có nghĩa là trong những ngày vừa qua bà Kamala Harris bà lên tới được 10 điểm. Thì đây là một cái việc mà chúng ta thấy rằng là có một cái khí thế rất là rõ ràng. Và ngay cả những cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang chiến địa thì bây giờ là những cuộc thăm dò mới nhất thì cho thấy thí dụ như Arizona là một cái nơi mà ngày thuộc bầu cử năm 2020 ông Biden thắng bà Kamala thắng ông Donald Trump xít sao chỉ trong vòng khoảng chừng 10.000 phiếu. Thì bây giờ người ta nói rằng là những cuộc thăm dò mới nhất thì có lẽ tất cả mọi cái lá phiếu hình như đều nghiêng về phía bà Kamala Harris ngay trong lúc này. Và cái khí thế này nó tiếp tục nó được đưa lên, đặc biệt chắc anh Bách và cũng quý khán giả để ý trong cuối tuần vừa qua khi bà Kamala Harris và ông người đứng phó là thống đốc Tim Walz đến Arizona vận động thì phải nói cái số người đến ở đây trong cái tình trạng mà là vô cùng nóng bức của tiểu bang này và người ta đến ít nhất là 15.000 người đến để mà ủng hộ. Con số 15.000 người đến nó không có ý nghĩa là quá nhiều. Tuy nhiên chúng ta phải để ý rằng là cái khí thế mà bà tạo được ở tại tiểu bang này thì nó rõ ràng là một cái khí thế đang lên và hưng phấn, và đây là cái sự mà đe dọa cho bên phía của cựu tổng thống Donald Trump. Và chúng ta thấy ông liên tục đưa ra những cái lỗi lầm khi mà ông ra tranh cử với những cái tuyên bố mà phi lý,
và thậm chí ông cố tạo ra một cái cuộc gọi là họp báo ở ngay Mar-a-Lago dõi, và quý vị cũng theo dõi, và trong cuộc họp báo này ông lại đưa ra rất rất nhiều những câu chuyện bịa đặt và những câu chuyện hoang tưởng, cũng như là thưa quý vị, ông lại tiếp tục dở những cái trò gọi là tấn công cá nhân. Và điều này cho thấy một chuyện là ngay cả ông Trump và ban tranh cử của ông Trump cũng đều bối rối, chưa biết tấn công bà Kamala Harris bằng một cái kiểu gì. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái cuộc tranh cử hiện tại bây giờ chúng ta thấy mọi thứ nó nghiêng về phía bà Kamala Harris, và bên ông Trump đang tìm mọi cách để mà giảm nhiệt. Tuy nhiên chúng ta cũng chưa thấy cái hiệu quả nào mà ông Trump đưa ra để mà có một sự tác động trong cái khí thế hiện nay dành cho bà, thưa anh. Dạ vâng, ta trong cái cuộc mà dường như là mới đây ông Gingrich, tức là cựu dân biểu, cựu chủ tịch của Quốc hội mà rất là thân với ông Donald Trump, thì ông này cũng than vãn là bây giờ đó ông Trump đã đi ra ngoài lề, tức là cuộc vận động ông không chú trọng vào những cái chính sách mà ông toàn là tấn công vào bà Harris, về qua là người ta nói là tấn công dưới thắt lưng đó, tôi là nói bà Harris là gốc của người Ấn Độ thế này thế kia, thì nó không có cũng thích hợp nữa. Họ than vãn, mà không những mình ông Gingrich đâu, nhiều những người mà bảo thủ cực đoan đứng sau lưng của ông Trump bây giờ cũng than là ông bây giờ ông phải quay trở lại những cái vấn đề chính để mà tấn công vào đối thủ, còn không á thì ông sẽ bị thất bại. Đó là cái xin lỗi anh, đó là cái những cái điều người ta rất là quan tâm. Còn riêng nói về cái cuộc họp báo mà anh nhắc tới đó ở Mar-a-Lago vào ngày 8 tháng 8 vừa qua đó, thì chính ông John Bolton là cố vấn an ninh của ông Donald Trump một thời gian, thì ông cũng nói là ông Trump dường như là ông không phân biệt giữa cái đúng và cái sai, thưa anh. Cho nên ông tuyên bố là dường như ông bị ám ảnh và ông bị bệnh nữa đó. Bị bệnh đó cách cái là không. Rồi ông John Bolton còn nói thêm đó là ông Trump ông không hiểu nhiều về lịch sử của nước Mỹ đâu, nhiều lúc ông nói rất là sảng. Anh nhận định về đó là những cái người cố vấn mà gọi là cột trụ của ông Trump đi sát cạnh đó, như John Bolton, mà bây giờ ông cũng không bỏ phiếu ông Donald Trump nữa, mà ông Gingrich đó là rất là thân với ông Trump. Anh nghĩ sao về những cái lời tuyên bố của những người mà cộng hòa là cao cấp của ông Trump, thưa anh? Những gì mà anh vừa mới kể là về những người làm việc với ông Trump như ông Gingrich, ông Gingrich là cựu chủ tịch Hạ viện của cái thời ông Bill Clinton đúng không anh? Dạ đúng Thì rồi. những người đó thì họ cũng hiểu nhiều về ông Trump, và đặc biệt ông John Bolton là ông là người ông rất là ngán ngẩm khi mà nói về ông Trump. Ông cũng rất nhiều lần thể hiện rằng là ông Trump là một người không có hiểu vấn đề, và ông Trump không có những cái, chúng ta phải nói rằng đôi khi nó cũng hơi nặng nề, nhưng mà có những vấn đề về cái căn bản, ngay cả vấn đề luật pháp của nước Mỹ ông cũng không có am tường, nhưng mà ông lại thích nói linh tinh. Và chuyện này làm cho chúng ta lại nhớ lại cái việc là chắc anh cũng còn nhớ ngay chính người chị của ông Donald Trump là một chánh án liên bang, bà đã qua đời hình như vào năm ngoái. Thì trong một cái lần mà nói chuyện, bà bị người cháu gái là bà Mary Trump thu Donald Trump còn bé mà học thì học không có giỏi, gia đình phải thuê người đi thi dùm, rồi bà là phải làm homework dùm cho Donald Trump. Thì bà ông Donald Trump đi vào trường đại học là cũng nhờ có người đi thi dùm mới 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 đủ điểm để đi vào. Thì những cái câu chuyện đó chúng ta nghe là chính gia đình ông Trump kể lại chứ không ai khác hơn. Và bây giờ nó thể hiện bằng những cái gì mà ông Donald Trump nói. Ngoài cái chuyện mà đi miệt thị người khác bằng cách sửa tên tuổi của đối thủ của mình, đặt cho những cái biệt danh, một cái trò của trò con nít, nhưng mà khi nói về những vấn lại thể hiện rằng là hình như ông không hiểu gì cả. Thí dụ chắc mới đây, chắc quý vị cũng để nhớ là ông tung ra trên trang Truth Social chỉ trích rằng là ông Biden bây giờ đã mất cái chức tổng thống rồi. Đảng Dân Chủ họ đã làm một cuộc đảo chánh là ông Biden không còn cái presidency nữa, có là không còn cái quyền tổng thống nữa. Hai cái chuyện mà ông Biden là nhường lại cái vị trí gọi là ra tranh cử, ông rút lui, ông không tranh cử nữa. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là ông không còn là tổng thống. Nhưng mà ông Donald Trump vẫn tung ra một cái thông điệp và kêu rằng là cái chuyện làm như vậy
chuyện ông Biden rút lui do áp lực của các giới chức dân chủ, đây là một hành động vi hiến, đó là cái những gì mà ông Donald Trump nói. Và những cái lời nói đó cho đến bây giờ thì thưa anh, đôi khi nó làm cho chúng ta cũng cãi đầu suy nghĩ. Một là ông này ông không biết cái gì cả về mặt hiến pháp. Hai là những điều ông nói chỉ để củng cố một những cái niềm tin hoang đường của cái nhóm người MAGA mà vốn ủng hộ ông xưa nay. Nhóm người đó họ không cần biết ông nói gì, miễn là ông nói cái gì đó mà họ là họ lắng nghe. Thì cái chuyện này chúng ta thấy tình hình nó là như vậy. Đồng ý với anh là có lẽ các vị như ông John Bolton, như ông Greenwich, các ông đó đều nói đúng là ông Donald Trump không có nhiều kiến thức về nhiều mặt, và những gì ông nói ra chỉ ông chỉ hay nhất là theo tôi nghĩ là cái việc là cãi nhau là ông nói chuyện hay nhất. Tính thật sự thưa anh Bách, tính nói là cãi nhau giống như các bà bạn hàng cá, nhưng mà nói như thế đôi khi chúng ta cũng cảm thấy xúc phạm cho những người bán cá, cho nên tôi cũng không né cái chữ đó để mà nói. Nhưng nhận rõ ràng những gì ông nói là hoàn toàn là những cái kiểu tiểu xảo mà cãi nhau ngoài đường phố, chứ không phải là một chính trị gia hay là một người đã từng giữ một cái vị trí hành pháp cao nhất của nước Mỹ. Thí dụ như cái trò mà gọi là đặt tên, ông viết trong một cái tin nhắn ở trên Truth Social đặt tên bà Kamala Harris rằng Kamala, những cái kiểu nói như thế, thứ nhất là kích động nhóm người mà là kỳ thị chủng tộc, thấy những cái tên nào đó không phải không có cái nguồn gốc Anglo-Saxon là họ đem ra họ chế giễu. Cái kiểu đó là cái kiểu ông Donald Trump, hoặc là gán ghép vào những cái tên tuổi bằng những cái tính chất đồ khùng hay là bị cái gì đó gán cho cái tên. Sáng ngày hôm nay ở trên truyền thông mới kể lại là ông Trump trong cái cuộc vận động tranh cử ở Montana, ông lại hỏi mọi người rằng là cái tên Harris, cái last name đó có ai nghe bao giờ chưa? Harris, Harris. Ông ngồi ông nói cái kiểu như thế. Thì thưa anh, qua những biểu hiện như vậy chúng ta thấy hình như ông bị bí đề tài để tấn công cái liên danh Harris với lại Tim Walz. Dạ vâng, qua cái lời mà phát biểu của ông John Bolton đó, có lẽ ông này là đã nhận xét về ông Trump nó không sai đâu. Ông không phân biệt đúng sai. Và nhiều người nói là ông là bây giờ bị bệnh, gần như là bị bệnh tâm thần vậy đó. Cho nên ông mới lặp lại. Còn những cái điều mà đặt tên cho người này người kia, cái tên gọi là nickname đó, thì thật sự đó, nó giống như là cái trò chơi. Mình là một nhà chính trị mà lớn nhất, coi như là một quốc gia lớn trên thế giới, anh theo cái tư cách, cái đạo đức, cái phong thái của mình á, người ta nhìn vào đó người ta làm gương, coi như là một cái biểu tượng mà người ta noi theo. Còn bây giờ thì ông ăn nói những cái điều đó, thực sự đó, những người bình thường không ai chấp nhận những cái điều đó thưa anh. Nhưng mà có điều Được. lạ, mời anh. Dạ xin phép anh nói về cái mặt về gọi là những vấn đề về hiến pháp của Mỹ. Chắc anh cũng nhớ cách đây cũng 2 ngày ông Donald Trump xuất hiện trên một cái cuộc phỏng vấn. Ông nói rằng là ông muốn là tổng thống có một cái tiếng nói trong những quyết định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang FED. Đây là một cái chuyện thứ nhất các vị, đây là mặt luật pháp và hiến pháp đã quy định rõ ràng cơ quan FED là cơ quan độc lập. Và trên mặt thực tế thì chuyện này là một cái chuyện là không thể nào mà thực hiện được. Thứ nhất, những cái điều khoản hạn chế của về luật. Cái thứ hai, và nếu một người tổng thống mà xen vào những quyết định mang cái tính chất gọi là chính trị vào những cái hoạt động kinh tế của FED thì đây là một cái chuyện mà nó không bao giờ nó có một cái sự hợp lý cả. Nói riêng là chúng ta thấy là những gì ông Donald Trump nói ra chỉ dành cho những người hoàn toàn không hiểu chuyện họ nghe, và có thể rằng chính ông không hiểu mình đang nói gì mỗi lần mà ông tuyên bố những câu và linh tinh như vậy. Và cái sự hoang tưởng của ông Donald Trump trong những ngày vừa qua nó lại càng lúc nó càng lộ. Ngay cái chuyện mà ông bịa cái câu chuyện lúc trong cái hôm họp báo ở Mar-a-Lago mới đây, ông nói rằng
là ông sếp chết khi lên máy bay trực thăng đi với ông Willie Brown, là một cái người mà bạn trai cũ của bà Kamala Harris cách đây vài chục năm. Thì thưa anh, cái câu chuyện đó chúng ta thấy có những điều mà ông muốn nói, thật sự là ông muốn kể trên cho mọi người nghe rằng là trên cái chiếc máy bay đó là ông Willie Brown là kẻ xấu bà Kamala Harris rất là nhiều. Nhưng mà khi những người mà gọi là được coi là có trong chuyến bay đó, thứ nhất là không có ông Willie Brown mà có ông Jerry Brown là thống thống đốc của tiểu bang California trong cái thời điểm mà ông Donald Trump trên vai trò tổng thống về California thị sát vụ cháy rừng năm 2018. Thì cái người đi trên chuyến máy bay đó là ông Jerry Brown, là thống đốc, cựu thống đốc của tiểu bang California. Và trên chuyến máy bay đó cũng có ông Gavin Newsom, bây giờ là thống đốc của tiểu bang. Cả hai người này cùng có mặt trên chuyến bay, và cả hai phía này đều nói rằng là không hề có chuyện là máy bay phải đáp khẩn cấp và bị đe dọa đến tính mạng, và cũng như cũng không có cái câu chuyện mà nói về bà Kamala Harris trên cái chuyến máy bay đó, là bởi vì trong thời gian đó bà Kamala Harris không phải là một cái nhân vật để lên cái sân khấu chính trị liên bang để mà tranh giành gì với ông Donald Trump. Cho nên câu chuyện hoàn toàn về vấn đề cháy rừng thì trên bây giờ ông Donald Trump bịa ra cái câu chuyện, và khi bịa ra và bị nhà báo New York, tờ New York Times vạch trần, thì ông bắt đầu ông kêu cái ban vận động của ông tấn công tờ New York Times và cái người phóng viên đó và đòi kiện là cái câu chuyện của ông là có thật. Thì người ta hỏi lại, nếu mà có thật thì ông đưa ra thêm bằng chứng là câu chuyện nó như thế nào, những cái bằng chứng, hồ sơ, sổ sách nói về cái chuyến bay trực thăng mà một tổng thống Hoa Kỳ đến mà gặp một cái tình trạng gọi là phải đáp emergency, thì hồ sơ sổ sách đâu? Thì cho đến bây giờ ông cũng không đưa ra, nhưng mà ông vẫn hù dọa là tôi sẽ kiện. Thì trở lại câu chuyện thì chúng ta thấy rằng là ông hoang tưởng nhiều vấn đề, và ông tưởng tượng và ông gieo những câu chuyện kiểu mà những câu chuyện thần bí QAnon, thì ông lại gieo câu chuyện là ok tôi xém chết trên trực thăng để mà trong một mục đích đầu tiên là tìm cách là tôi có quen biết cái người bồ cũ của bà Kamala Harris, bây giờ người đó nói xấu bà, đó là cái mục đích đầu tiên. Điều thứ hai, không biết là có phải là ông muốn kể một câu chuyện tôi xém chết để ăn lại cái ăn theo lại cái vụ mà ông bị ám sát hụt, để liệu rằng là lấy được vài giọt nước mắt của những người ủng hộ ông hay không, chúng ta không biết. Nhưng rõ ràng càng lúc ông càng biểu hiện cái sự mà bối rối trong cái việc đương đầu với bà Harris, thưa anh. Dạ vâng, khi anh vừa nêu lên cái vấn đề này đó, thì khi mà chúng ta biết là tại sao ông đề cập vấn đề này, một ký giả cò mồi của ông Trump muốn đặt cái câu hỏi để ông Trump xoáy vào ông Willie Brown. Ông Willie Brown đó là thị trưởng của thành phố San Francisco. Lúc đó bà Harris đó là coi như là một công tố viên ở một quận hạt ở đó. Mà bây giờ ông này ông nêu lên đó, mà cái mối tình này, cái sự quen biết này cách đây vào năm 1994 và 95, cách đây trên 30 năm rồi thưa quý vị. Nhưng mà cái người cái giả cò mồi cho nên họ muốn nhắc là họ thưa ông, nếu mà ông bà Harris có liên hệ với ông Brown như vậy thì cái cuộc mà vận động tranh cử hay cái tiến thân của bà có gặp khó khăn trở ngại gì không, có ảnh hưởng hay không? Thì đúng ra những người như ông Trump ông sáng suốt đó, là ông phải ăn theo cái đó để ông tấn công bà Harris. Nhưng mà đằng này như anh nói đó, ông lại nói cái chiếc máy bay trực thăng đó bị sắp xích nữa là rơi, và ông đó ông kể về bà Harris kinh khủng lắm mà không đề cập gì tới chung chung, hay nói chung chung, tức là dường như là ông không tập trung tư tưởng đó thưa anh. Bây giờ thì thưa anh và thưa quý khán giả đó, chúng tôi muốn đưa ra đây là cái khu mà những người lớn tuổi cao niên ở bên Florida. Những người này họ đi xe golf mà họ hỗ trợ bà Harris trước đây đó, là cái khu vực này, village này là họ hỗ trợ ông Donald Trump đó thưa anh. Bây giờ họ quay qua họ hỗ trợ, họ đi khoảng trên 200 chiếc xe golf, họ chạy xung quanh thành phố để mà họ hỗ trợ bà Harris. Chúng tôi muốn nói cái điều này để nói là tự nhiên đó. Thưa anh và thưa quý khán giả, đây là một cái, nó người ta nói là cái phong trào, nó giống như cái thời kỳ 2008 mà ông Obama ra vận động đó. Ông Obama thì ông chú trọng
về cái công nghệ hiện tại, ông chú trọng tới giới trẻ để ông lôi cuốn. Trong khi đó đó thì ông John McCain á, thì cái kỹ thuật dùng công nghệ, dùng những người yểm trợ tài chánh lớn thôi, nhưng mà không quan tâm tới cái điểm đó. Thì bây giờ bà Harris và ông Musk, ông đã đi vào cái kỹ thuật là vận động, và bây giờ nó không còn là cái vận động tranh cử của bà Harris hay là ông Warren nữa thưa anh, mà nó trở thành một cái phong trào. Họ người ở phong trào đó, anh cho cái nhận định là họ nói như thế này: tôi không cần biết bà Harris là ai, tôi thích là người trẻ thay đổi cái khí thế. Còn tôi nhìn ông Donald Trump đó, là ông đã làm việc 4 năm trước rồi, mà bây giờ ông tái tranh cử nữa đó, thì thứ nhất là không có gì mới lạ hết, cũng mà lên đó chỉ trích cái này cái kia, tạo ra phân hóa và phân cực, không có. Bây giờ cho nên tất cả người dân đó, bình thường họ nghĩ người dân Mỹ mà họ muốn đổi mới, chúng tôi không biết bà Harris tương lai ra sao, và thấy người trẻ chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Mà anh thấy bây giờ bà đi tới đâu tạo thành một cái cao trào, cái phong trào, cái khí thế là vì những điểm người Mỹ họ muốn thay đổi, thưa anh nghĩ sao về vấn đề đó? Thưa anh, đây là một cái bước tiến hóa rất là hợp lý trong xã hội và ngay cả trong tự nhiên. Chúng ta đã chứng kiến một Donald Trump có một cái sự gọi là gây ra một cái sự thắc mắc, tò mò của dân chúng Hoa Kỳ trong cái cuộc tranh cử năm 2016 khi ông đưa ra một cái khẩu hiệu là tôi sẽ quét sạch đầm lầy ở tại Washington. Thì có lẽ người dân Mỹ người ta cũng cũng khá quen thuộc và nhàm chán, cũng mệt mỏi những cái trò chính trị ở tại Washington kéo dài từ ngày lập quốc cho đến bây giờ. Và sau một cái thời gian dài đủ thứ chuyện xảy ra, người ta có thể người ta thắc mắc, người ta cho ông Donald Trump một cái cơ hội để ông có thể chứng tỏ được mình rằng là ông là một cái gì đó bên ngoài thế giới chính trị. Ông bước vào để thay đổi tôi tạm dùng chữ là cái chế độ lưỡng đảng của Mỹ, Dân chủ và Cộng hòa. Thì trong thời gian đầu người ta có thể cảm giác rằng là người ta tìm một cái mới ở ông Donald Trump. Nhưng khi ông Donald Trump bắt đầu chấp chính từ năm 2017 cho đến năm 2021 thì người ta mới chứng kiến thật sự là ông Donald Trump chỉ là một cái con người đem đến cho sân khấu chính trị của nước Mỹ một sự hỗn loạn. Và trong xã hội nước Mỹ đem lại một cái sự thù ghét, chia rẽ lẫn nhau. Và cái chuyện đó chúng ta thấy ngay trong từng gia đình của mỗi người, ngay trong tình cha con, ngay trong tình anh em, ngay trong tình họ hàng, rồi ngay trong các tình bạn, chúng ta thấy cái ảnh hưởng của Donald Trump vô cùng tệ hại. Chúng ta thấy như thế và tất cả những người Mỹ họ cũng giống như chúng ta, họ cũng gặp những cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Rồi họ chứng kiến khi đại dịch bùng nổ, ông Donald Trump lúc nào cũng nuôi những các là lời nói vừa phản khoa học, kiểu như là kêu mọi người là dùng thuốc thuốc tẩy trùng để mà chích vào người những loại thuốc bleach hay cái gì đó. Anh cho anh còn nhớ những câu chuyện mà tất cả những người mà còn có lý trí đều phải ngao ngán lắc đầu. Thì bây giờ họ cảm thấy họ rất là mệt mỏi trong cái cuộc mà là tranh cử trước khi mà ông Biden rút lui. Có một cái thành phần cử tri mà người ta phải chú ý, đó thành phần người ta dùng cái chữ là double haters, là ghét cả hai, không muốn ông già nào cả, không muốn ông Trump cũng không muốn ông Biden. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng khi mà ông Biden là quay chơi một cái chiêu gọi là gài bẫy Việt vị Đảng Cộng Hòa rút lui, đưa bà Kamala Harris lên. Bà Kamala Harris chúng ta thấy rằng là ngay thời điểm đó bà cũng không tạo được khí thế mạnh. Nhưng khi mà ông Biden trao ngọn đuốc lại cho bà thì chúng ta thấy tình hình hoàn toàn khác. Nó đáp ứng được cái nguyện vọng của cử tri nước Mỹ là chúng tôi muốn nhìn nước Mỹ ở trong cái thế hệ tương lai lãnh đạo. Chúng tôi muốn đi vào nước Mỹ, đi vào trong tương lai nước Mỹ bằng có cái tầm nhìn và có cái gọi là những các hiểu biết về các vấn đề hiện đại, ví dụ như là kỹ thuật, về vấn đề môi trường, về tất cả mọi thứ. Bây giờ người ta không muốn nhìn thấy những người mà đã trong thời gian quá khứ đã tỏ ra là không hiệu quả. Và đặc biệt trong trường hợp ông Donald Trump kém hiểu biết về nhiều mặt khác nhau, gây ra sự hỗn loạn ở trên xã hội nữa. Cho nên những người mà họ đứng ở trong một cái tầm nhìn là chúng tôi nhìn về tương lai thì họ cảm thấy bà Kamala Harris là một cái giải pháp thiết yếu ngay trong thời điểm này. Cho nên họ cũng không cần biết rằng là
bà Kamala Harris sẽ là một mẫu người toàn hảo hay không, họ cũng không cần biết. Họ muốn thay đổi, phải có cái người trẻ để đi lên. Và những gì đang diễn ra thì chúng ta thấy rằng là đáp ứng đúng cái nhu cầu là cần cho xã hội có một cái sự tiến bộ và một cái sự gọi là tiến hóa đi lên, thưa anh Bách. Dạ vâng, nếu mình không qua tướng số nhưng mà mình nói cái vận nước thưa anh có ngờ, anh có nghĩ nhiều lúc đó, anh có tự suy nghĩ thử ngày 27 tháng 6 nếu mà ông Joe Biden mà tranh luận với ông Donald Trump mà ông đạt được kết quả đó thì đâu có cái hiện tượng như ngày hôm nay. Anh thấy cái vận nước mình bữa đó nếu mà những người ủng hộ nền dân chủ đó thì thấy là buồn đó, cho ông Joe Biden ông yếu tới cái mức là ông tranh luận sau yếu quá không đạt được mục tiêu. Mình cho cái đó là cái xui hay là không 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 may mắn, nhưng mà quả thật chính cái đó là một cái yếu tố nó thay đổi được cái vận nước anh em. Mình không ai ngờ, không ai ngờ khi mà đưa trao lại cho bà Harris á, nhiều người còn nghi ngờ bởi vì bà Harris có đủ để khả năng để lèo lái không, nhưng mà không ngờ là sau đó anh thấy số tiền gây quỹ từ lên tới 20 triệu, 30 mấy triệu, anh thấy nó ào ào đi tới đúng ngày hôm nay anh em mình nói chuyện đây đó là đúng 3 tuần lễ đó thưa anh. Tổng thống Joe Biden trao lại cái quyền cái ngọn đuốc cho bà Kamala Harris là vào 11 giờ trưa ngày chủ nhật của ngày 21 tháng tháng 7. Thì tính tới nay quý vị thấy rồi, từ đó mình thấy nè, phải chăng là cái vận nước không? Sau đó bà Harris lên, cho bà Harris đó cũng nghĩa là đạt được cái mục tiêu nhưng mà chưa chưa vùng lên vợ hẳn. Sau khi mà chọn ông Tim Wood chọn xong đó, người ta cũng nghi ngờ, nhưng mà từ đó bắt đầu bà khởi hành đi vào thứ ba vừa qua, đi tới Philadelphia, Pennsylvania, rồi đi tới Minnesota, rồi Michigan, rồi trở lại Arizona, rồi Las Vegas. Chúng ta thấy cái không khí nó ào ào đi lên, nó tạo thành một cái phong trào. Thì bà Harris có thể bà được hưởng được những cái điều thứ nhất là người Mỹ họ muốn thay đổi. Họ cho ông Trump, như anh nói là họ cho ông Trump cơ hội để ông vô ông thử 4 năm. Nhưng mà cơ hội đó không đạt được mà tạo ra cái sự phân hóa chia rẽ. Bây giờ thôi, cái bài cũ bài cũ thì dẹp lại qua một bên, họ tiến về phía trước. Bây giờ bà Harris là một người phụ nữ. Mà đây là nói nước Mỹ là nước có nền dân chủ lớn nhất thế giới, là ngọn hải đăng. Vậy thì tại sao bên Âu Châu đã có phái nữ lên lãnh đạo rồi mà nước Mỹ này chưa có, mà bây giờ ở sát nước, sát đất của một quốc gia đó là Mexico, Mexican đó, bây giờ là một nữ tổng thống rồi, sắp sắp tuyên thệ nhận chức đây nữa. Điều đó cho thấy là đây là một người Mỹ họ chấp nhận làm cách mạng. Nếu mà năm 2008 ông Obama là người da đen đầu tiên lãnh đạo nước Mỹ thì 24 có thể là đây là cuộc cách mạng phái nữ đầu tiên lãnh đạo nước Mỹ. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Giờ chúng tôi nghĩ là trong cái không khí này thì những cái kết luận của những cái nhận xét của anh Hoàng Bách đưa ra là rất là hữu lý trong cái thời điểm hiện nay. Chúng ta nghĩ rằng là bất kỳ một cái cuộc mà cái sự thay đổi về trong xã hội nó cũng đến bắt nguồn từ những các động lực nào đó nó đang âm ỉ bên trong lòng xã hội. Nó chưa có hữu lý thì nó sẽ bùng nổ ở một cái góc cạnh nào đó. Trong cái sự việc mà khi anh nhắc đến chuyện ông Joe Biden là ông nếu mà ông không có tham dự cái cuộc tranh luận mà gọi là không có rất là thất vọng với ông Donald Trump kỳ rồi thì liệu ông có rút lui ra ra để nhường chỗ cho bà Kamala Harris hay không, thì chúng ta cũng phải nhớ là trước cái cuộc tranh luận đó thì trong nội bộ đảng Dân Chủ cũng như là áp lực bên ngoài xã hội họ cũng đã đưa cho ông Biden là hey, ông phải nghĩ đến chuyện rằng là và cái việc mà ông Biden chấp nhận cái cuộc và tranh luận với ông Donald Trump, đây là cái cách mà ông Biden muốn trả lời cho những cái câu hỏi là kêu gọi ông rút lui, ông muốn trả lời cho câu hỏi đó, nhưng mà không ngờ cái sự trả lời của ông nó không đi vào cái điều mà ông muốn, là tôi muốn chứng tỏ rằng tôi vẫn còn có khả năng, nhưng mà rốt cuộc nó đưa ông vào tình trạng còn tệ hại hơn nữa. Thì chúng ta nghĩ đây là có thể là những cái áp lực về xã hội bắt đầu nó đưa đến một cái tình trạng theo một cái diễn biến mà chúng ta thấy là cái sự diễn biến đó là một cái diễn biến hợp lý. Trước hay sau gì
với cái độ tuổi của ông Biden và cái sức làm việc của một cái chức vụ tổng thống, ông không thể nào mà ông có thể đảm nhiệm được những cái vai trò cần thiết mà trong cái tình trạng mà sức khỏe như vậy. À, điều đó nó thể hiện thì theo thứ anh nói hồi nãy anh có nói là cái yếu tố gọi là hơi tâm linh nó diễn ra kiểu số phận hoàn cảnh, nhưng mà về cái mặt mà thế giới chúng ta nói tất cả mọi điều kiện nó ắt có và đủ thì nó đưa đến cái hoàn cảnh ngày hôm nay. Nếu ông Biden không là tổng thống thì ông sẽ không phải là vất vả trước cái ngày tranh luận với ông Donald Trump là phải bay qua châu Âu rồi bay về lại Mỹ rồi bay qua châu Âu rồi bay qua California rồi bay ngược lại, bay hết nơi này, bay hết nơi kia. Một người 81 tuổi, công việc đa đoan, công việc áp lực mà phải đi hết nơi này, hết nơi kia, đổi biết bao nhiêu múi giờ, cứ thay đổi, làm sao ông Biden chịu nổi. Đương nhiên ý chí của ông là ông muốn, ông sẵn sàng, ông vượt qua, bởi vì cuộc đời của ông có rất nhiều nghịch cảnh. Ông đã vượt qua hết thì ông nghĩ rằng ông vượt qua được. Nhưng lần này thì thấy rõ ràng, lực bất tòng tâm. Ông không đủ cái sức khỏe. Và đó có thể, và cái chuyện mà coi như là thất bại trong cái cuộc mà tranh luận với ông Donald Trump, thì đó là cái động lực quyết định nhất để ông đưa đến cái việc rằng là thôi nhường chỗ cho bà Kamala. Và đó cũng là một cái yếu tố mà hay là một cái áp lực mà nước Mỹ đang đòi hỏi, cử tri Mỹ đang mong muốn, chúng tôi cần một cái thế hệ trẻ lên đảm đương. Thì khi nói đến cái chuyện này, bây giờ nó có một cái giả thuyết đang được đưa ra. Ngày hôm qua đây trên đài Fox News họ bắt đầu đưa ra một cái chủ đề rằng là ông Trump bây giờ nếu ông rút lui thì sao? Nhường chỗ cho một người trẻ bên phía Cộng hòa. Thì bây giờ chúng ta có thể, chúng ta bắt đầu chúng ta suy nghĩ, nếu ông Donald Trump ông có đủ cái gọi là bỏ qua được cái sự gọi là tự cao của mình để mà rút lui, nhường chỗ cho người khác trước cái khí thế vũ bão của bà Kamala Harris hay không? Đây cũng là một cái chủ đề mà thưa anh, chúng ta thử chúng ta nói coi rằng là liệu việc này nó có sẽ xảy ra hay không? Anh đưa ra cái giả thuyết này cũng rất là hay, nhưng mà từ đó, đó anh có thể cân nhắc và anh so sánh giữa con người của Joe Biden và con người của Donald Trump. Ông Joe Biden, ông nói trong cái bài phát biểu mà giả từ cuộc đua đó, ông nói chúng tôi rất yêu thích cái bàn này, cái tòa hình bầu dục này, nhưng mà không yêu thích, và cái sự yêu thích đó không bằng cả đặt cái quyền lợi của quốc gia lên trên hết. Cho nên ông rất là yêu thích quốc gia của Hoa Kỳ. Và yêu thích đó, ông có nói rõ, cái là nền Cộng hòa này là nền Cộng hòa của các bạn. Nền Cộng hòa này có bảo vệ đất nước của chúng ta ngày hôm nay hay không và tương lai ra sao là cái lá phiếu của các bạn. Ở xứ này không có độc tài, ở xứ này không có vua làm lãnh đạo. Thì đó là con người của Joe Biden. Nói mình chỉ tóm tắt ngắn gọn. Con người của Donald Trump, nó khác hoàn toàn. Con người của Donald Trump là cái tôi trên hết, không ai qua mình. Kể cả những người anh nhớ là ông Steve Bannon, là cái người mà cố vấn an ninh của ông, mà khi mà ông phát biểu cái điều gì nói là cái chuyện đó của ông lấy cái credit của ông đó, là Donald Trump sa thải liền. Ông không chịu gì đó. Chỉ có Donald Trump là nhất trên đời này thôi. Ai không có người, ai thứ gì, thứ ba thì được, nhưng mà thứ nhất là không được. Đó là của người đó, Donald Trump. Bây giờ cái giả thuyết mà anh cho rằng Đài Pháp họ đưa ra thử tranh luận ông Donald Trump có rút lui để nhường lại cái quyền lợi của quốc gia này cho người trẻ không? Xin thưa không. Là sao? Ông Trump sở dĩ mà tranh cử là vì quyền lợi gia đình của ông. Nếu không đó thì ông sẽ vào tù. Do đó ông phải tranh đấu để ông được thắng cử đó, thì ông xóa tất cả các cái vụ án hình sự. Hiện tại ông có 4 vụ án hình sự rồi, chỉ còn mới xét xử một vụ thôi. Thì cái điều đó theo tôi nghĩ thì vậy, không biết là anh chia sẻ như thế nào với cái góc nhìn của anh. Tôi có thể có cùng một khuynh hướng là có thể cũng đồng cái quan điểm với anh trên khía cạnh khác nữa, là thứ nhất chúng ta thấy nếu cái quyết định mà rút lui ra khỏi cuộc đua
Về phía Đảng Cộng Hòa coi như đây là quyết định hủy đảng. Thì trong chuyện này chúng ta thấy rằng là về mặt cơ chế của Đảng Cộng Hòa hiện nay thì chuyện này rất khó. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng là ông Donald Trump đã làm một cái cuộc gọi là dùng chữ trong ngoặc kép, một cuộc đảo chánh trong Đảng Cộng Hòa. Sau khi đưa người của ông, đặc biệt là người con dâu bà Lara Trump trở thành đồng chủ tịch của Đảng Cộng Hòa quốc gia. Và người mà điều khiển cái ban tranh cử của ông, một trong những người đó trở thành cái người điều hợp Đảng Cộng Hòa quốc gia. Và họ thuê mướn những người mà làm việc cho Đảng Cộng Hòa quốc gia bây giờ phải trả lời những cái câu hỏi liên quan đến cái việc gọi là ủng hộ hay là trung thành với ông Trump hay không. Chúng ta đã nghe cái câu chuyện đó. Thì bây giờ toàn bộ sức sống của Đảng Cộng Hòa nó không làm cái Đảng Cộng Hòa như cũ nữa, mà là Đảng Cộng Hòa Trump, hay là Đảng Trump trong một cách ngắn gọn, nó là Đảng Trump. Bây giờ ông Donald Trump và bây giờ ông rút lui thì toàn bộ cái cơ cấu của Đảng Cộng Hòa ngay trong lúc này nó phải giải thể, nó phải giải tán, là vì hiện tại cái Đảng Cộng Hòa nó đang xây dựng trên nền tảng là nền tảng Đảng Trump. Bây giờ ông Donald Trump mà đưa ra cái quyết định như thế thì thưa thưa anh, Đảng Cộng Hòa không cách chi mà trở tay kịp. Và nó trở thành cái chuyện nó không thực tế, là ngay cả những người thành viên của Đảng Cộng Hòa, những người gọi là lãnh đạo cao cấp mà nền tảng, thí dụ cỡ như Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, là người mà bị ông Donald Trump mắng chửi, dùng những ngôn từ mà gọi là hạ cấp, mắng ông, dùng ngôn từ miệt thị về để mà nói vợ ông vẫn là muối mặt lên tiếng ủng hộ ông Trump, đưa tay bắt tay ông Donald Trump. Thì những người như vậy, họ bây giờ trong cái cuộc thay đổi này, nếu mà ông Donald Trump đưa ra thì tất cả những người đó họ đều bị có giống như là bước là hớ, có một cái chỗ bám. Họ đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của họ, họ không còn là người của Đảng Cộng Hòa nữa, họ không làm việc vì nước Mỹ nữa, họ làm việc cho Donald Trump. Bây giờ Donald Trump rút đi, Donald Trump rút đi, thưa anh, chúng tôi suy đoán rằng nó sẽ tạo ra một cái cơn khủng hoảng lớn trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Cho nên cái việc mà Đài Fox đưa ra cái chủ đề là ông Donald Trump nếu có thể rút lui thì cái chuyện đó chúng tôi nghĩ rằng rất khó xảy ra. Cũng đồng nghĩa luôn cái chuyện mà anh Bách đưa ra là ông Donald Trump đang nằm một cái thế, ông mà rút lui coi như là không những là sự nghiệp của ông, cuộc đời của ông, cuộc đời của gia đình của ông đi vào ngõ cụt thôi. Dạ vâng, cái rút lui hay không rút lui đối với ông Trump thì sẽ không bao giờ, never rút lui. Đối với ông Trump ổng là trên hết. Nhưng mà thưa anh và thưa quý thính giả đó, bây giờ cái câu hỏi với anh đó là với cái thế trận như bây giờ, nhiều người trong Đảng Cộng Hòa đã kêu gọi ổng là phải thay đổi cái chính sách vận động tranh cử, và có người còn áp lực là phải thay đổi cái băng tranh cử nữa rồi. Nhưng mà anh biết cái tính của ông Trump, không, ổng không nghe. Khi mà ra tòa ông cũng không nghe luật sư nữa, ông muốn theo cái chiều hướng của ông, bởi vì ông sống trong một cái gia đình mà nói là bố của ông là ông Fred Trump đó, ông có nói là làm sao ai anh ra ngoài đời đó là ai nói cái gì là phải bảo vệ tới 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 cùng, không có bao giờ xin lỗi, không có bao giờ nhìn nhận cái đó sai. Tức là ông Trump đã bị nhồi nhét và hun đúc trong một cái gia đình là làm sao ra ngoài xã hội thương mại trên thương trường đó, phải là mình là nhất mới được. Cho nên anh biết là cái thời gian đó ông có nhiều lúc một đêm mà ông với cô Ivanka mà đi để muốn vào Manhattan để có giá trị đó, là một đêm ông có xài cả 100.000 mà để được cái ghế là người ta đánh giá mình qua cái vấn đề cái lãnh vực đó, cái class, cái chức vụ đó, thì người ta mới coi như nhìn nhận là dân chơi, dân có thứ dữ. Thì ông Trump đã làm chuyện đó rồi. Bây giờ mình trở lại thưa anh, với cái cao trào mà bên bà Harris và ông Warren đó, anh thấy là có nhiều người lúc đầu đó thì ngần ngừ là đó, chọn ông Tim Walz có đúng không? Nhưng mà trong những ngày vừa qua nếu chúng ta theo dõi thì quả thực ông này ông có cái sức thu hút, ông có cái lôi cuốn, và cái chức vụ đó không phải là luật sư, ông chỉ là một nhà thầy giáo thôi.
thì bây giờ ông đi tới đâu là ông có thầy giáo, ông đời bố của ông thầy giáo, anh ông cũng thầy giáo, em ông cũng thầy giáo, mà tới ông cũng thầy giáo. Tức là cái thầy giáo nó có tính cách phổ thông mà nó gần gũi với người dân, gần gũi với cái giới sinh viên học sinh, cho nên cái tiếng thầy giáo đó nó trở thành đi vào ở trong cái dân dân chúng bình dân. Và bây giờ ông thì anh thấy cái sự thu hút ông rất là mãnh liệt, nó không phải là cái sự vận động nữa mà gần giống như là một cái cao trào, một cái phong trào như vậy. Thì thưa anh và thưa quý khán giả, trong cái cuộc bầu cử này không phải là bầu cử vị tổng thống không, nó bầu cử luôn cả những dân biểu và 1/3 thượng nghị sĩ nữa. Mà nếu ông Trump đó bây giờ có nhiều tiểu bang đó họ bầu cử đó theo chấm theo đảng, nếu mà anh đảng Dân Chủ hoặc đảng Cộng Hòa, thì nếu như vậy đó thì nó rớt đó, là nó rớt liên liên tục luôn, nó ảnh hưởng tới các dân biểu và các thượng nghị sĩ. Anh Mai Phi Lan không biết có lưu ý không, trong những ngày vừa qua đó, hình như các dân biểu MAGA đó và ở thượng viện và hạ viện đó không có lên tiếng nhiều nha. Họ nhìn thấy cái bối cảnh đó là có thể sẽ bị thay đổi và ông Trump không có cơ hội. Anh thấy trong những ngày vừa qua cái tiếng nói của những người MAGA đâu có lên tiếng la lối như trước đây. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Vâng, họ cũng bị cái hiệu ứng Kamala Harris tác động giống như ông Donald Trump bị cái hiệu ứng này làm ông Donald Trump và ban tranh cử của ông gọi như là lúng túng và bối rối, đưa ra những thông điệp lộn xộn không có ra đâu vào đâu cả. Thì những người dân biểu này họ đang đứng trước một tình thế họ thấy rõ ràng là thưa anh, chúng ta thấy cái khí thế mà bà Kamala Harris đang có ngay trong lúc này, đây là cái khí thế, đây là một cái yêu cầu, một cái yêu cầu của dân chúng, nó là một cái ước vọng của dân chúng là muốn nhìn nước Mỹ thay đổi và thay đổi thật sự, thay đổi có một cái thế hệ trẻ lên lãnh đạo nước Mỹ. Thì cái điều đó là những người dân biểu này họ đi đến cái địa hạt của họ, họ cũng cảm thấy được cái điều đó và họ thấy rằng là những gì mà ông Donald Trump là những cái chuyện mà bây giờ họ cũng rất là khó đi ra để mà biện hộ dùng cho ông Donald Trump, những cái ngôn từ gọi là tìm cách tấn công bà Kamala Harris về vấn đề chủng tộc và sắc tộc. Cái câu chuyện đó là một cái chuyện mà gọi là lỗi lầm rất là sơ đẳng trong cái thế giới chính trị Hoa Kỳ. Những người dân biểu của Cộng hòa dù MAGA cỡ nào đi chăng nữa, ít ra trong địa hạt của họ cũng có những người nằm trong những sắc tộc khác, không phải chỉ là những người da trắng. Trừ những người mà cỡ bà Marjorie Green Taylor, những bà đó trong những cái địa hạt mà chúng ta thấy là những cái địa hạt là thuần túy những người nông thôn. Nhưng mà khi mà mở miệng ra mà nói về cái vấn đề chủng tộc, họ cũng rất là ngượng ngùng để nói cái câu đó. Cho nên cái sự mà gọi là cái sự bối rối từ bên phía ban tranh cử của ông Donald Trump và ông Donald Trump nó truyền từ trên xuống dưới thôi. Như một cái vết dầu nó loang, mà nó loang ra tất cả trong bên phía Đảng Cộng Hòa, bây giờ tất cả đều bị kẹt. Bây giờ họ nhào ra họ tấn công những cái chuyện khác, thí dụ tấn công ông Tim Wall về cái chuyện mà hồ sơ quân dịch của ông, họ cũng là tạo ra một cái câu chuyện bịa đặt để mà tấn công. Bây giờ còn tấn công bà Kamala Harris, những cái chủ đề nào đó thì họ đều bị kẹt cả. Cho nên cái chuyện mà anh bắt nhận xét là các cử tri, xin lỗi, các dân biểu Cộng Hòa trong những ngày vừa qua họ cũng im hơi lặng tiếng là bởi vì họ cũng không biết lần cái đường nào ngay giờ phút này, họ chẳng biết cái đầu mối ở đâu để mà họ gỡ. Và những người mà phần lớn dân biểu MAGA họ được bầu vào quốc hội là bởi vì họ đem cái lá bùa Donald Trump để họ được vào, để được cái thành phần cử tri mà MAGA đó bầu vào quốc hội. Mà bây giờ cái lá bùa đó, ngay lá bùa đó bây giờ nó không còn thiêng nữa. Lá bùa đó mấy hôm nay nói chuyện linh tinh, lá bùa không còn là hiệu hiệu nghiệm. Bây giờ đem ra nói cái gì bây giờ? Họ không có cái gì để họ nói cả, thưa anh. Dạ vâng, bây giờ thì cái câu hỏi chót trước khi khép lại chương trình với anh đó là chúng ta biết là ông Donald Trump khi mà nhận cái trách nhiệm 4 năm đó là từ năm 17 tới 21, ông tạo ra như anh vừa thưa đó là tạo ra cái sự phân hóa và phân cực trong xã hội Mỹ một cách rất là ghê gớm, chưa từng có trong những gần 50 năm vừa qua, chưa từng có. Không có bây giờ trong gia đình, xã hội Mỹ mà kể cả cái cộng đồng Việt Nam mình cũng bị phân hóa. Mà bây giờ như anh nói đó, là cái lá bùa
ông là giáo chủ, ông là thiên sứ, ông là đại ca, ông là thái thượng hoàng. Cái hình ảnh đó nó còn, nó sẽ đi vào quá khứ. Và trong cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy cái khí thế của bà Harris là ông Warren đó đã bắt đầu. Và nếu mà sau cái hội nghị gọi là toàn quốc của đảng Dân Chủ từ ngày 19 tới 22 nữa đó, thì đương nhiên là nó sẽ càng lên nữa. Và nó chắc là nó không xuống, ngoại ngoại trừ là có những cái biến cố gì đột xuất mà nó làm ghê gớm lắm, nó thay đổi. Hoặc là ông Trump có chiếc đũa thần nào đó đó, ông thay lật ngược thế cờ, chứ không thì rất là khó khăn. Anh nghĩ là cái sự thay đổi này nó làm sao để nó khép lại cho cái sự đoàn kết trong xã hội Mỹ, và đặc biệt là trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đến giờ này còn có một số người vẫn còn sùng bái, vẫn còn coi như là giáo chủ. Quý vị, nếu mà quý vị nhìn vào những người MAGA trong những ngày vừa qua, họ không lên tiếng nhiều, họ là thứ thiệt đó, MAGA thứ thiệt mà nắm đi cạnh kề ông Trump đó. Chứ còn quý vị ở ngoài đó là MAGA thứ dữ, thứ bên lề rồi, thứ không có, coi như là thứ dân rồi chứ không có dân số một nữa. Thì anh nghĩ là nếu mà cái ván cờ này, hy vọng cái xã hội Mỹ nó có đoàn kết, nếu ông Trump không thắng cử và bà Harris trở lại, Trump có thế mạnh cũng như là xây dựng một cái xã hội Mỹ, xây dựng một nền hiến pháp của Mỹ, và đồng thời tạo các đồng minh trên thế giới đoàn kết dưới một cái gọi là cái dưới cái cường quốc, siêu cường quốc số một như Hoa Kỳ. Anh thấy cái tình trạng mà để khép lại sự chia rẽ phân hóa, hy vọng nó sẽ xảy ra nhanh không? Chúng ta đã quan sát trên thực tế kể từ khi ông Donald Trump xuất hiện trên chính trường Hoa Kỳ từ năm 2015 khi ông bắt đầu ra tranh cử đối đầu với bà Hillary Clinton và chiến thắng năm 2016, thì chúng ta thấy rằng là kể từ thời gian đó là nước Mỹ có những phải chịu những cái sự mà gọi là chia rẽ của ông Donald Trump. Nó đánh vào một số cái nhu cầu trong xã hội Mỹ nên là không có giải quyết được, thì cái nhu cầu đó bắt đầu nó bùng phát với dưới những cái khẩu hiệu chia rẽ của ông Donald Trump. Nhưng mà người ta cũng cảm thấy mệt mỏi vào cái thời điểm mà COVID-19, khi ông cứ một mặt ra rã là cái chuyện COVID-19 là cái trò gọi là chính trị của bên phía đảng Dân Chủ, câu chuyện bịa đặt của đảng Dân Chủ, nhưng mà chính ông cũng đi ra là cái người là mỗi một ngày trình diễn trước quân dân Hoa Kỳ báo cáo về tình trạng COVID, và ông cũng dành công của ông trong cái chuyện là tạo vaccine chống COVID. Con người ông đã bộc lộ những mâu thuẫn rất lớn, một mặt thì nói rằng là không cần phải chống gì COVID cả, COVID là cái chuyện lừa bịp của đảng Dân Chủ, nhưng một mặt khác ông lại đòi công là tôi là cái người thúc đẩy cái chuyện chế tạo vaccine. Thì người dân Mỹ cái ông là cháo trở, không ai tin được về mặt chính trị. Tuy nhiên ông nuôi sống được cái phong trào MAGA bằng cái chuyện gọi là bịa ra cái câu chuyện gian lận bầu cử và kích động cái lòng hận thù của những người da trắng, thì ông có thể nuôi được cái phong trào đó cho đến bây giờ trong 4 năm ông không làm tổng thống. Nhưng mà chúng ta để ý một chuyện, sở dĩ ông gây ra một cái sự xáo trộn lớn vì ông có chức vụ. Chức vụ đó ông dùng cái chức vụ đó đưa những người của ông vào những cái vị trí ở trong chính quyền, làm tạo ra một cái thể chế giống như gần giống như là phải nói rằng là một cái kiểu độc tài. Cho nên ông mới tạo được một cái số. Và nếu mà Kamala Harris thắng thì thưa quý vị, chapter Donald Trump nó sẽ đóng lại và nó sẽ đóng lại vĩnh viễn. Ông không có một cái quyền lực gì trong thời điểm hiện nay, là cái thời điểm mà 4 năm sau khi ông không còn quyền lực, mà bây giờ ông lại thua một cái lá bài, thua một lần thứ hai nữa, không còn một người nào phò ông nữa, đặc biệt là các vụ án nó đang bày ra đang chờ ông, và khi ông thua cái khí Trump đều chấm dứt. Và khi chấm dứt như thế, chúng ta không còn nghe những cái luận điệu gọi là chia rẽ, những luận điệu cực đoan, những luận điệu mà phải nói là giả dối của ông Donald Trump đầu độc người Mỹ. Chúng ta không còn nghe chuyện đó. Có thể là mọi người sẽ nghe một câu chuyện khác, và chúng ta có thể trở lại cái thời gian trước là những người có quan điểm cấp tiến có thể tranh cãi với những người quan điểm bảo thủ. Tranh cãi xong, người nào về nhà nhà đấy
bình yên, chúng ta không có hận thù với nhau, không có ghét nhau. Mỗi người chúng ta tôn trọng người khác, cái quan điểm của chúng ta nhìn nhận cái đó là một cái chuẩn mực xã hội mà một nước dân chủ cần phải có, sẽ khác hẳn với cái thời mà của ông Donald Trump. Chúng ta cũng không nói rằng bà Kamala Harris sẽ là một cái vị tổng thống phải là xuất sắc tuyệt vời, chúng ta chưa biết bà cần phải thể hiện, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận rằng chúng ta sẽ không còn nghe những cái không khí giả dối và cực đoan trong thời gian sắp tới, bởi vì cái chapter Donald Trump khi mà ông thua trong cuộc bầu cử lần này nó sẽ đóng lại luôn. Dạ vâng, qua sự trình bày của anh Mai Phi Lâm cho phép chúng tôi khép lại chương trình. Và trước khi khép chương trình thì chúng tôi cũng mong là quý vị hỗ trợ chương trình của Người Việt Channel bằng cách quý vị subscribe, like và share. Và đặc biệt là quý vị viết comment cho nhiều nha. Anh Mai Phi Lâm rất là bận nhưng mà cũng dành thời giờ gửi đến quý vị. Chúng tôi rất là trân quý anh đã dành ưu ái cho Người Việt Channel. Đến đây thì chúng tôi xin kính chào quý vị và chào anh Mai Phi Lâm và xin mong và tất cả quý vị có một ngày bình an. Xin kính chào. Mời anh. Xin chào quý khán giả và xin chào anh Hoàng Bách.